Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ thành là Tuệ Hiền ạ. Dạ, con thưa sư, thế nào là vị ngọt, sự hiểm nguy, sự thất ly đối với các tầng thiền của những hành giả tu thiền ạ? Đối với những người đã tu thiền chứng đắc các tầng thiền, đúng là cũng có vị ngọt, có sự nguy hiểm và có sự xuất ly, không phải là không có. Nhưng mà cái vị ngọt ở các tầng thiền nó còn cao thượng hơn, thù thắng hơn vị ngọt của các cái ngũ dục thế gian. Nhưng các ngũ dục thế gian nó mình đã cảm thấy hấp dẫn rồi, nó khi mà mình tham đắm mình đã cảm thấy không muốn chán rồi, nhưng mà cho với các pháp các tầng thiền ấy thì nó còn thấp kém hơn nhiều. Với một người chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ấy, thì vị đó ni được cái dục ở thế gian, ni bất thiện pháp, và chứng được một cái trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh, toàn thân vị đó thấm nhuần sự hỷ lạc do ni dục sinh đó, không một chỗ nào trên toàn thân là không thấm nhuần cái sự hỷ lạc đó. Đó là một cái cảm thọ nó rất là sung mãn, nó rất là cao thượng, vẫn rất là vi diệu, và vị đó có thể an trú ở trong đó suốt ngày suốt đêm, 7 ngày 7 đêm không nhúc nhích, vì cái sự cảm thọ đó nó rất là cao thượng như vậy. Cho nên cũng có nhiều người bị đắm chìm vào trong đó và không thoát ra được, cứ an trú ở đấy rồi khi chết lại sinh về cõi Phạm Thiên. Thì đấy là cái vị ngọt của cái tầng thiền, và cái sự nguy hiểm của các tầng thiền đó chính là cái sự chấp thủ vào các cái vị ngọt đó. Ví dụ như là khi vị đó chứng được tầng thiền, vị đó cũng có người sẽ sinh ra cái ngã mạn nhé, khen mình chê người, là ta chứng được tầng thiền đây còn người kia không chứng được tầng thiền. Và lúc đấy cái nhiều cái người, nhất là những người còn là phàm phu, khi chứng được các tầng thiền đấy họ sẽ rất là ngã mạn, họ sẽ khinh những cái người khác, coi thường những người khác, và thấy những cái người hưởng thụ dục lạc kia là những cái gì đó rất là khinh thường và rất là đáng thấp kém, và nghĩ rằng cái sự chứng đắc các tầng thiền như mình mới là cao thượng. Thì đấy là cái sự nguy hiểm, là mình dễ sinh ra cái ngã mạn, sinh ra cái sự khen mình chê người. Đấy là cũng có sự nguy hiểm như vậy. Và cái sự nguy hiểm thứ hai là mình chấp thủ vào cái tầng thiền đấy, mình đắm chìm ở trong đấy và không muốn xuất ra để thực hành những cái pháp cao thượng hơn. Đó là cái sự nguy hiểm của những cái tầng thiền. Và cái sự xuất ni của các tầng thiền đó là một cái người đấy sẽ trú trên tầng thiền một chút xíu, đủ vừa đủ cái định sung mãn thôi, sau đó vị đó sẽ xuất khởi khỏi tầng thiền đó. Vị đó phân tích ra những cái pháp nó cấu thành cái tầng thiền đó, đó là những cái danh pháp và sắc pháp và sơ thiền. Nó có những cái nộ tâm như là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, an chỉ. Rồi vị đó thấy được cái tính sinh diệt của cái tầng thiền đó, nó sinh lên nó diệt đi, cho nên vị đó thấy được cái sự vô thường, thấy được cái khổ, thấy được cái vô ngã của cái tầng thiền đó. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tất cả các tầng thiền vị đó đều phải thực hành như thế. Vị đó trú vào đó một chút rồi vị đó phải xuất ra, vị đó phải quán cái pháp hữu vi nó cấu thành cái tầng thiền đó, và vị đó quán cái sự thật của nó, đó là cái sự vô thường, khổ, vô ngã của cái danh pháp, của cái sắc pháp đó. Thì vị đó không tham ái, không chấp thủ, không đắm nhiễm vào các tầng thiền đó, vị đó sẽ được giải thoát khỏi cái sự tham ái chấp thủ đấy. Đấy là sự xuất ni đối với các tầng thiền, và đấy cũng là cái con đường đi đến niết bàn, chấm dứt khổ đau.